nhớ rằng bây giờ cái tim mau của nhà cái thì dù cái của si nếu nó cũng giờ là cái trò cũng giờ cái thứ cái nó lấy xe sải lò trong này chả có nên thiết bao giờ cái nó lấy một chiếc tủ lầu ô tủ bò lò để tủ lầu cái mua xe cho chiếc percent bà gọi họ giờ đang có chiếc percent giờ cái Brazil thôi chờ nên là thật sai cũng giờ update thằng lần đầu thua sẽ tụt tiền nhà tụt đầu dòng. Tụi cái nào nếu mua xe lúc lì chia sẻ tận đây nào nên lo tiệt gì nên đâu bắt đầu tụi nó giấy tụi một cái lầu nên tao mua gì xong chẳng thấy cái ok thế nên giấy tụi một cái ở cụ trên đến đấy là